Mang song thai trong lần đầu làm mẹ là mơ ước của rất nhiều cặp vợ chồng. Theo nghiên cứu của Đại học Texas tại Mỹ, trung bình cứ 1.000 người sẽ có tới 32 người sinh đôi. Vậy liệu có cách nào giúp các mẹ tăng khả năng mang song thai hay không? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé! 1. Tăng cân hợp lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sinh đôi ở những phụ nữ có chỉ số BMI trên 30 sẽ cao hơn bình thường. Khi trọng lượng tăng, các hormone estrogen và proestrogen sẽ được sản xuất nhiều hơn. Chu kỳ kinh nguyệt và quá trình rụng trứng cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến khả năng sinh đôi sẽ cao hơn. Tuy nhiên, những người mẹ từ 20 đến 25 tuổi nên cẩn thận vì chỉ số BMI trên 30 cũng cho thấy bạn đang trong tình trạng bị thừa cân béo phì. Nếu không kiểm soát tốt, sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới thai kỳ. 2. Sử dụng các loại thảo mộc tự nhiên. Một số loại thảo mộc là cách để sinh đôi hiệu quả. Nó có thể giúp bạn tăng khả năng sinh đôi bao gồm dầu hoa anh thảo, cam thảo, kiểm soát nồng độ testosterone và estrogen hỗ trợ quá trình thụ thai, dầu hạt lanh tăng khả năng sinh sản hỗ trợ sinh thường, cây trinh nữ điều hòa hormone thúc đẩy chức năng rụng trứng. 3. Sử dụng thuốc bổ trợ sinh đôi. Một số dưỡng chất hoặc thuốc giúp tăng khả năng sinh đôi mà bạn có thể sử dụng dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ như acid folic, gonadotropin, progesterone, clomid, Palodel, Peconan, Humecon. Mẹ hãy gặp bác sĩ sản khoa để được tư vấn và sử dụng thuốc đúng liều lượng và phù hợp với thể trạng của mình nhé. 4. Ăn khoai từ dại. Khoai từ dại tăng kích thích buồng trứng, giúp sản sinh nhiều trứng cho quá trình rụng trứng hơn nên là một cách để sinh đôi hiệu quả. Các bác sĩ tin rằng sở dĩ người châu Phi thường đẻ sinh đôi vì khoai từ dại nằm trong thực đơn hàng ngày của họ. Các thực phẩm có nhiều chất đạm khác có đặc tính kích thích sử dụng trứng là đậu phụ, đậu nành, lúa mì và ngũ cốc nguyên hạt. 5. Ngừng uống thuốc tránh thai là cách để sinh đôi hiệu quả. Khi ngừng dùng thuốc ngừa thai, cơ thể của bạn cần chút thời gian để tìm lại nhịp điệu tự nhiên. Nó làm cơ thể có một lượng hormone cao hơn bình thường. Nếu cố gắng thụ thai vào khoảng thời gian này, sẽ có nhiều cơ hội để gặp cặp song sinh. 6. Yêu cầu chống ăn thực phẩm giàu kẽm. Thực phẩm giàu kẽm như rau lá xanh, hàu, bánh mì kích thích sản xuất tinh trùng, do đó nó làm tăng khả năng thụ tinh nhiều trứng. 7. Thay đổi chế độ dinh dưỡng. Một thực tế là những phụ nữ thường thêm khoai lang vào bữa ăn sẽ có tỷ lệ sinh đôi cao hơn. Mẹ cũng có thể tăng cường thêm mầm đậu nành, đậu phụ, mầm lúa mì, ngũ cốc nguyên hạt để kích thích quá trình sản xuất hormone progesterone như một cách sinh đôi nhé. Với những thông tin trên đây, chắc hẳn các bạn đã biết thêm những cách giúp tăng khả năng mang thai đôi. Tuy nhiên, về góc độ sản khoa và các chuyên gia không khuyến khích các bạn chủ động mang thai đôi vì tiềm ẩn những biến chứng cho cả mẹ và thai nhi. Vì vậy, hãy tìm hiểu thật kỹ và xin ý kiến của bác sĩ nếu thực sự mong muốn nhé.